Rồi tiếp theo là bonsai 293, một cây sâm hương 350k, bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản trước nha quý vị. Cây này có cái đế rất là đẹp nha. Đó, cái dáng nó cũng đẹp nữa. Tỷ lệ của nó nè. Đây là cái cây bút lông nha quý vị. À, để hồi tôi cầm tay tôi quay cho quý vị coi cho nó rõ nha. Đó, cái đế của nó đây nè. Dáng của nó vậy ha. Rồi. Dáng của nó vậy. Có chân cành đầy đủ hết trơn nha quý vị. Trên tôi quay xuống cho quý vị coi nè. Cái bên này chạy chà ô long á ha. Quen kêu trà xanh rồi. Rồi. Để gần tôi bỡ lên cho quý vị coi nha. Cây này cây sâm hương Indo nha quý vị. Lá nó tròn nha quý vị nè. Còn Indo sâm hương Đài Loan thì lá nó dài ha. Cây này cây của Indo nha. Đó, dáng nó là vậy đó. Indo thì cái da nó, nước da nó đẹp hơn nha quý vị. Sau này nó bự lên, nó xù xì hơn ha. Giống như nó có nu vậy đó. Lá này lá tròn. Rồi. Rồi kết thúc luôn nha quý vị, 350 nha. Quay mặt sau cho quý vị coi. Cái mặt sau của nó luôn. Rồi đây là mặt sau nha quý vị. Đó, mặt sau của đế nó còn nở nha, về cắt bớt cái rễ này. Mới lòi cái củ nó ra nữa nha quý vị. Rồi trước là mặt tiền nha. Rồi 350k một cây sâm hương Indo nha. Cầm trên tay luôn. Đế của nó nè, dáng của nó rất là đẹp. Rồi xuống luôn. Có mấy cái chân cành hết trơn rồi nha quý vị. Đó. Đầy đủ hết trơn luôn ha. Dáng của nó vậy đó. Rất là ok. Rồi kết thúc quý vị ơi.